Một tấm poster có chữ ký tay của Ronaldo thì có giá bao nhiêu? Như các bạn cũng biết thì thời gian vừa qua mình bán rất là nhiều poster bóng đá. Nhưng mà vấn đề là bán poster mà không chơi poster thì ai mà nể? Tao đâu cần tụi bên nể đâu. Nhưng mà vấn đề là mình cũng có sưu tập poster luôn. Và hôm nay mình sẽ review hai tấm poster rất là đặc biệt của mình. Poster gì nặng quá vậy? Tất nhiên là những món đồ như thế này là mình phải đặt mua bên nước ngoài gửi về các bạn ha. Việc đặt mua thì cũng rất là khó khăn và ngoài ra thì mình còn phải chờ đợi nó một khoảng thời gian rất là lâu nữa. Và tất nhiên là cũng không hề rẻ. Nhưng mà sau tất cả thì thành quả thật sự là xứng đáng phải không các bạn? Hai tấm poster có chữ ký tay của Ronaldo. Trời đất ơi, chữ ký full luôn mà còn sắc nét nữa. Đẹp quá phải không anh em? Mà MU với Real á, theo như mình thấy đây là hai cái màu áo mà kinh điển nhất của anh Bảy. Và với hai tấm poster mà kinh điển như này á thì mình phải làm gì cho xứng đáng ta? À nhớ ơi, nếu mà nãy giờ mấy anh em nói là hai tấm poster này đẹp quá thì thật ra là chưa đâu. Mình sẽ đưa nó tới một nơi làm cho nó trở nên đẹp về ý nghĩa thêm nhiều lần nữa. Và cái chỗ này á thì mình nhớ là mình đã từng làm video cho anh em coi rồi, cũng như là đã từng giới thiệu cho anh Đỗ Kim Phúc tới làm cái áo Ronaldo với Neymar của ảnh á. Và vì sao mình nói là ở đây sẽ làm cho tấm poster trở nên đẹp về ý nghĩa hơn nhiều á thì anh em coi đoạn này nè ha. Tất cả những thông tin về sự nghiệp, về thời gian gắn bó, về danh xưng của cầu thủ đều sẽ được thêm vào. Tất cả những cái hình ảnh, những cái khoảnh khắc tiêu biểu nhất của Ronaldo tại MU và Real á thì mình sẽ đều được tự quyết định, tự lựa chọn để làm sao mà cái sản phẩm mình sẽ hài lòng nhất. Để rồi từ một tấm hình như thế này giờ nó sẽ trở thành như thế nào thì anh em chờ xem nha. Phút giây mong chờ của tôi đây rồi anh em ơi. Cái cảm giác này nó sướng mà nó khó tả lắm. Đẹp quá phải không anh em? Vậy bây giờ mình đố anh em.